Boom Boom Audio xin chào mừng toàn thể anh chị em đã quay trở lại với kênh test âm thanh của Boom Boom Audio. Ngày hôm nay em lại làm một clip test và giới thiệu sơ qua một cái sản phẩm, và cũng phải nói rằng đây là một sản phẩm rất hiếm trên thị trường âm thanh Việt Nam nói riêng cũng như âm thanh thế giới nói chung. Đó là cặp Yamaha LS1200. Như đa phần chúng ta được biết tới những cái dòng loa Yamaha rất nổi tiếng như là 10M này, 100M này, 1000M này, rồi những cái dòng Yamaha LS690, 1235A gì đó. Đặc biệt những cái dòng được anh em nhắc tới nhiều nhất đó là dòng sản phẩm loa Yamaha LS1000M, một trong những dòng loa tham chiếu được các hãng audio mang về làm phòng thu, làm test âm thanh ở các phòng thu của mình. Thì ở đây cặp Yamaha LS1200 nó là một cái phiên bản nâng cấp cải tiến rất nhiều so với dòng LS1000M, từ kiểu dáng loa đến như các con driver đến chất liệu của loa nó cũng cải cách rất nhiều. Đặc biệt cái dòng Yamaha LS1200 này thì nó sẽ khác biệt với như dòng 1000M, dòng kiểm âm 1000M, đó là nó sẽ các kỹ sư của hãng nó cải tiến rất là nhiều, từ driver này, các cái phân tần này, phân tần nó đã khác rồi và phân tần rất là gấu, rất là nhiều tụ cuộn sen điện, thậm chí những cái tụ nó có những cái tụ nhôm nó to như cái lon uống nước ngọt, đấy, rất là gấu. Và đặc biệt là tất cả các tuyến loa, các driver loa, loa bass, loa chung, loa tép ở cái thằng 1200 này thì tất cả đều sử dụng củ Eloco làm châm vĩnh cửu, sở hữu một bass 30, gân cao su, một chung đo, một tép đo. Với sự cải tiến của cái người tiền nhiệm 1000M thì dòng Yamaha 1200 này cho chất âm trung âm rõ hơn, ngọt ngào hơn, tép tơi nhuyễn hơn và bass mềm hơn, uy lực hơn. Một sự cải tiến rất là đáng kể. Loa thì có cấu hình 3 đường tiếng. Em xin nhắc lại, cấu hình 3 đường tiếng với một bass 30, củ Eloco màng giấy, gân cao su, một trung đom củ Eloco, một tép đom củ cũng Eloco. Toàn thân thùng là vỏ bóng sơn mài Pialo, nhìn rất là đẹp và sang trọng. Cặp loa có kích thước chiều cao từ dưới chân lên lóc là 74 cm, chiều ngang và chiều sâu là 38 cm, và đặc biệt loa rất là nặng anh chị em nhé. Các bác không muốn sụn sống lưng thì phải hai người bê, chứ một người bê là dễ xảy ra tình trạng chùn sống lưng ngay. Cặp loa, một chiếc loa có trọng lượng 42 cân, một cặp là 84 cân. Đây, về phía sau anh em chị em chúng ta cùng nhìn, tấm rất là dày, bên trong vậy rất là dày, tấm ngũ rất là dày, rất là nặng. Đây là loa Yamaha LS1200. Cặp này trùng series nhá, bên kia bên này là B, bên kia là A, 209B, trước bên cạnh là 209A. Loa có trở kháng là 6 ohm, công suất max là 150W. Phía sau có hai cái tinh chỉnh
giải chung và giải tép để điều chỉnh theo gu nghe nhạc của từng anh em. Loa rất là lặng, cực kỳ lặng luôn anh chị em. Rất là lặng luôn. Chiếc bên này cũng vậy. Cặp loa này thì dễ ghép, rất dễ ghép, dễ ghép hơn cặp Yamaha LS1000M rất là nhiều. Dễ ghép hơn rất nhiều. Tiếng bass rất là tốt, mềm ngọt và nghe được đa di lăng. Thường thường mọi người cứ nói là dòng 1000M tiếng khô, không mềm mại, thì bù sang cặp này, cặp này thì tuyệt vời luôn, nghe được đa di lăng thể loại nhạc và bass rất là mềm sâu. Với cặp loa Yamaha LS1000M, Yamaha LS1200, một cặp loa rất là hiếm, bên shop em bán ra với cái giá là 19 triệu. Chỉ 19 triệu anh em đã sở hữu một cặp loa rất là đẹp và rất là hiếm trên thị trường. Đến cái thời điểm này thì phải nói cặp này vẫn còn rất là đẹp, e căng vẫn đầy đủ, e căng zin đầy đủ. Cặp loa Yamaha LS1200 sản xuất năm 1987 và có giá xuất xưởng cao gần gấp đôi cặp Yamaha LS1000M, có giá gần gấp đôi anh chị em nhé. Và để tiếp theo em xin test một cái bản nhạc để chúng ta cùng thưởng thức chất âm của Yamaha LS1200 đem lại. Cặp loa rất là dễ ghép âm ly. Hiện tại em đang đánh với con Samsung 7070. Em cũng xin nhắc lại cái giá tham khảo cho toàn thể anh chị em được biết. Cặp loa Yamaha LS1200 có giá là 19 triệu. Thank you.
loa Yamaha LS 1200 có cái giá là 19 triệu. Anh chị em muốn sở hữu nhanh tay alo cho em theo số 0904 997890. Nếu cần chi tiết hình ảnh cụ thể, em có thể gửi ảnh qua Zalo Messenger. Anh chị em liên hệ theo số 0904 997890. Một cặp loa rất là đẹp và rất là hay. Vâng, xin cảm ơn toàn thể anh chị em đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong clip gần đây nhất.